Em Tuyến xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em Tuyến lại tiếp tục gửi đến cho các bác một video mới giới thiệu cho các bác rất nhiều món để em thanh lý để cho các bác chơi và rất là nhiều hàng VIP. Thì đầu tiên thì em Tuyến gửi luôn đến các bác một đôi loa chung quả bốt các bác nhá. Dòng này dòng chung quả bốt. Đấy, hàng bốt đây. Đôi loa này là loa chung quả bốt để cho các bác về cho các bác lên thùng các bác chơi. Đấy, hàng bốt này. Củ rất to, màng rất đẹp luôn. Đấy, màng cực kỳ đẹp luôn nhé. Cái này bẩn nhưng em chưa lau chùi đều nhé. Đấy, toàn bộ là đẹp xuất sắc nhé. Đấy, toàn bộ đẹp xuất sắc. Và với đôi loa bốt con này thì nó có đường kính đây, em đo luôn cho các bác nhé. Dòng bốt xe. Con này thì có đường kính là 12cm các bác nhé, 12cm. Đấy, dòng bốt đặc trưng thì nó chỉ bắt 3 ốc. Đấy là dòng đặc trưng của dòng bốt. Và với đôi này em thanh lý cho các bác với giá là 600.000 đồng nhé, 600.000 đồng cho đôi loa chung của bốt này, với giá chỉ có 600.000 đồng cho các bác chơi. Đấy, toàn bộ rất đẹp, giá 600.000 đồng. Và tiếp theo em có 5 đôi loa màng cả đôi toàn giải này, màng còn nó con này thì bị mất gân, rách gân, màng thì cũng còn tương đối ổn. Nói chung là các bác về các bác tự dọn nhé, con này là cũng mất gân này. Đấy, các bác về các bác tự thay gân để cho các bác tự dọn lại. Còn con này nó là dòng ba loa, loa đồng trục luôn các bác nhé, của Pioneer này. Đấy, Pioneer dòng ba loa, loa dòng loa đồng trục luôn. Nói chung là các bác về tự dọn. Đấy, đôi này là đôi của Goldman này. Đấy, dòng này thì loa này là cũng là loa xịn sò các bác nhá, loa xịn sò hết nhá. Đấy, Britan. Đấy, Made in Britan này. Đấy, thì nói chung là gân có con màng thì các bác về các bác phải thử thay gân tự dọn. Và đôi này là đôi chung của Sony này. Đấy, con này thì nó bị rách một tí, còn loa này thì còn nguyên. Thì với 5 đôi loa này em thanh lý cho các bác với mức giá là chỉ có 1 triệu đồng nhá. 1 triệu đồng cho đôi 5 đôi loa này, các bác về tự dọn. Hầu như là còn sống hết các bác nhá, hầu như là còn sống hết. Đấy, chỉ các bác về dọn lại màng gân để cho các bác chơi thôi. Với mức cái giá là thanh lý là 5 đôi này là 1 triệu đồng. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một đôi bát 25 dòng quả Mỹ, dòng Pine của Mỹ các bác nhá, Pine của Mỹ. Đấy, made in USA này. Đấy, hàng Mỹ nòi nhá. Đấy, từ cái xương sườn này các bác nhìn biết. Pine, đấy, Pine của Mỹ. Dòng này là bát 25, gân thì còn quá tốt luôn. Gân đẹp keng rồi. Đấy, toàn bộ rất là đẹp luôn. Con này là đường kính là tổng là 26 phân các bác nhá, 26 phân thì gọi là bát 25. Đấy, một đôi loa rất là đẹp luôn, đẹp mỹ mãn luôn, màng miếc này, côn zin này. Rất là đẹp luôn. Đấy, hàng của Mỹ nòi nên luôn các bác nhá, dòng Mỹ nòi luôn. Và con này thì một cái màng này thì nó hơi nhăn một chút nên cái phơ thôi, nó gọi là cái phơ thôi, hơi nhăn một chút. Nhưng mà không sao, từ màng miếc còn rất là đẹp luôn, màng đẹp bao di luôn. Đấy, màng miếc rất là đẹp, mỗi cái phơ thì cái nó này nó chỉ là cái núm trang trí. Nó hơi nhăn nhăn một tí nên là em thanh lý cho các bác, con này bình thường nó đang bán hơn 4 triệu. Nay thanh lý cho các bác với mức giá là 2 triệu 800 nghìn đồng các bác nhé. 2 triệu 800 nghìn đồng cho đôi loa Mỹ xịn sò xịn luôn. Chơi rất là hay, riêng cân này nghe nhạc thì chơi gì thì cũng rất là hay. Đấy, rất là hay nhé, dòng Mỹ nòi luôn. Made in USA luôn các bác nhé. Đấy, made in USA nhé, dòng Mỹ nòi luôn. Với mức giá là chỉ có 2 triệu 800 nghìn đồng. Và tiếp đến em Tuyến thanh lý cho các bác con một đầu băng cối của Philips các bác nhé. Dòng đầu băng cối của Philips. Con này thì em chưa cắm điện luôn, con này có điện là hàng này hàng xuất châu Âu nên là đa cầu điện. Con này đa cầu điện hàng Philips xuất thị trường châu Âu, dòng là N43 4308. Những con này thì cho chất âm rất là hay nhé, nghe rất là đã luôn. Đấy, volume này, tone này. Có điều chỉnh đây là tone này, điều chỉnh về âm sắc nhé. Và em Tuyến cũng con này chơi băng 7, em bán cho các bác con này về các bác tự dọn. Đấy, em chưa cắm điện, hàng Philips xịn sò luôn. Đấy, Made in Australia này, sản xuất tại Made in Australia. Sản xuất tại Úc, Philips này được sản xuất tại Úc các bác nhá. Đấy, Made in Australia. Đấy, em thanh lý cho các bác với mức giá là 1 triệu đồng để cho các bác về tự dọn đấy.
các bác về tự dọn nhé. Điếng con này chưa cắm điện, em Tuyến đảm bảo là chưa cắm điện luôn. Đấy, về cho các bác tự dọn. Một con đầu băng cối mà em thanh lý cho các bác 1 triệu thì các bác đổi hiểu, rất là đẹp luôn. Đấy, Philip. Ở đây là các bác chỉ hai bên này nó có hai cái nấy thì các bác đẩy ở đây này. Đấy, các bác đẩy ở đây. Đây, hai đẩy ra để mở nắp đấy. Đấy, cứ hai các bác đẩy hai nãy là bên nào các bác mở nắp lên. Đấy, các bác thích cái nên bỏ hẳn nắp ngoài ra ngoài cũng được. Đấy. Thanh lý cho các bác với mức giá là 1 triệu đồng. Giá sát vụn rồi các bác nhá. Còn ngay sát sát vụn mà còn rất là đẹp luôn. Em Tuyến bao đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Từ gỗ ghiếc không có sứt mẻ bất kể chỗ nào luôn các bác nhé. Đấy, gỗ là không có sứt mẻ chỗ nào luôn. Thanh lý với mức giá 1 triệu đồng. Và tiếp theo em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con Pioneer OD. Hai đồng hồ vu rất đẹp luôn. Hai đồng hồ vu rất là đẹp. Chỉ tiếc là cái mặt này là họ để nó hơi chảy xước tí. Nên là em Tuyến cũng thanh lý luôn cho các bác. Con này thì riêng bộ sò của nó đã là giá trị rồi. Đấy, sò của nó, sò 2 vít rất là giá trị luôn các bác nhé. Đánh hai cầu nó A và B. Trở kháng đánh từ 6 cho đến 16 ohm. Con này cho công suất là 100W các bác nhé. Đấy. Con này nói chung là hình thức thì nó hơi bị chảy này. Hai đồng hồ vu thì rất là đẹp. Và em Tuyến cũng thanh lý luôn cho các bác với con Pioneer OD. Với mức giá chỉ có 1 triệu 200 nghìn đồng nhé. Đấy, 1 triệu 200 nghìn đồng cho một con Pioneer OD. Ngang giá sát vụn rồi. Đấy. Và một con Pioneer OD với mức giá chỉ có 1 triệu 200 nghìn đồng. Đó, 1 triệu 200 nghìn đồng. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con bao quả SEGA quả Nhật xịn sò luôn các bác nhá. Hàng Nhật xịn nhá. Đó, con SEGA. Con này là bao. Con này sử dụng cho mình là 4 sò Toshiba đại to, rất là chất. Biến áp khủng luôn này. Đấy. Con này biến áp khủng luôn. Và con này công suất là 165W các bác nhá, 165W. Sản xuất tại Made in Japan. Đấy, con này cũng còn khá đẹp. Đánh hai cầu nó A và B. Trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Một con bao quả Nhật xịn sò luôn các bác nhé. Con này có một cái mạch điều chỉnh về chế độ nhạc rất là hay. Đấy, điều chỉnh nhạc rất là hay. Ít có con nào có được như nó nhé. Đó, rất là chất luôn. Đẹp mỹ mãn. Mỗi mặt là nó hơi bị chảy một tí là em thanh lý cho các bác với mức giá là 1 triệu 500 nghìn đồng luôn. Một con hàng khủng luôn, một con bao Mỹ. Đấy, à một con bao Nhật rất là đẹp luôn. Nhưng mà máy móc này bao đẹp luôn nhưng mà mỗi cái mặt nó hơi chảy tí. Em thanh lý cho các bác với mức giá là 1 triệu 500 nghìn đồng. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con bao đến từ thương hiệu của Crown các bác nhá. Dòng Crown, dòng CE1000. Đấy. Dòng CE1000 con này được đánh 16 sò Motorola. Đấy. Sản xuất tại Mexico. Đấy, sò xịn toàn bộ là sò còn nguyên vạch nha, sơn nhé các bác nhé. Con này máy khá đẹp luôn, đẹp mỹ mãn luôn này. Đấy, mên mạch đẹp, con này chất khủng. Con này thì cho công suất là, con này nó là xuất thị trường Nhật, cho công suất là 760W các bác nhé. 760W, nhưng mà công suất ra loa cực kỳ lớn. Đó. Con này thì em bán nhiều rồi và con này thì cho chất âm rất là hay và rất là ngọt. Điên nổi tiếng là Crown, các bác nghe nhạc hay, hát karaoke rất là tốt luôn. Đấy, con này thì nguyên bản nó không có núm volume, nó là ở đây là nó có hai nút bịt. Con này thì em sẽ tặng cho các bác hai volume sau. Đấy, em sẽ tặng cho các bác hai cái núm volume để cho các bác điều chỉnh bản thân nó có volume nhưng mà nó lại bịt đi. Đấy. Lúc nào nó cũng để chế độ to nhất, nó điều khiển ở trên vang. Nên là nó sẽ bịt cái hai cái lỗ này đi, nên là em tháo ra, em sẽ tặng cho các bác hai volume để cho các bác điều chỉnh theo tùy theo ý thích của các bác nhá. Con này với tình trạng là đẹp xuất sắc rồi. Con này là đẹp xuất sắc như mới rồi. Đấy, toàn bộ là mên máy rất là đẹp. Và với con Am Crown CE1000 hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá thanh lý là 6 triệu đồng nhá. 6 triệu đồng cho con Am Crown CE1000. Con này nghe hai bầy đẹp, công suất ra loa cực kỳ lớn luôn các bác nhá. Dòng này thì đánh thì các loại cho em. Các bác đánh các loại cho em. Đó. Với mức giá là em thanh lý cho các bác là 6 triệu đồng cho con bao Mỹ xịn sò luôn. Đấy. Bao Mỹ xuất thị trường Nhật. Dòng này sản xuất tại Made in USA các bác nhé. Sản xuất tại Made in USA. Đấy. Con này chơi chấm hết rồi. Bởi vì con này trước em đã bán một số con này. Chưa bao giờ các bác phải lăn tăn. Con này đánh hai cầu loa luôn các bác nhé. Hai cầu loa AB. Trở kháng các bác chơi con này cho em là từ
2 ôm trở lên các bác nhé. Con này các bác đánh được từ 2 ôm trở lên. Các bác chơi cho em từ 2 ôm trở lên thoải mái cho các bác đánh mọi sòng loa. Con này các bác đánh cho em 2 đôi full 30 vô tư thoải mái luôn các bác nhé. 2 đôi full 30 vô tư thoải mái luôn. Và tiếp theo em đến giới thiệu cho các bác đến một con Pau NOD dòng 7380. Đấy, một con Pau cho chất âm rất là hay và mượt luôn các bác nhé. Đó, con này thì được đánh 4 sò sắt của Hitachi. Công suất là 90W. Đó, con này thì công suất là 90W. Tình trạng là đẹp mà mỹ mãn rồi. Đấy. Đẹp xuất sắc rồi. Hàng đẹp keng từ đít đáy không có rung rỉ bất kể chỗ nào. Đấy. Rất là đẹp luôn. Và hôm nay em tiến thanh lý cho các bác với mức giá là 2.200.000 đồng, tặng cho các bác một tuner luôn. Đấy, em tặng cho các bác theo một tuner luôn. Bình thường em đang bán 3 triệu, nay thanh lý cho các bác với mức giá là 2.200.000 đồng, tặng cho các bác một con tuner theo máy luôn. Đó, tặng một tuner luôn các bác nhé. Cả tuner và pau mới có giá 2.200.000 đồng. Đó, không đâu rẻ hơn được nữa. Đấy, dòng này là 90W công suất, nhưng mà công suất ra loa cực kỳ lớn luôn các bác nhé. Bởi vì pau nó không liên quan gì đến công suất trong phần rề. Đấy, con này trở kháng đánh từ 6 cho đến 16 ohm. Đấy, với mức giá thanh lý chỉ có 2.200.000 đồng. Và tiếp theo em tiến giới thiệu cho các bác đến một con Pau quả Pioneer dòng M90 các bác nha. Một con hết số quả Pioneer. Đấy, cho chất âm rất là hay. Ở đây nó có hai bộ đồng hồ nháy nước các bác nhé, nên là rất là đẹp. Và con này nó cực kỳ, nó là một hàng khủng nhất của Pioneer rồi. Nó sở hữu cho mình là 16 sò xanh đen các bác nhé, 16 sò xanh đen, 2 quả biến áp, 4 quả tụ lọc nguồn. Các bác chơi mọi dòng loa thì các bác chơi những con này thì nó là mid đỉnh cao rồi, bởi vì nó không tạo ra tiếng ồn, nó không có quạt gió, nên là các bác nghe nhạc đêm khuya hay hát karaoke đều là mỹ mãn các bác nhé. Con này trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm, đánh hai cầu loa A và B. Công suất là 410W nhé. Công suất đấy là công suất tiêu thụ, còn công suất ra loa rất là lớn luôn. Bởi vì hàng này nó là hàng khủng. Đó. Con này là đánh từ 4 cho đến 32 ohm, thoải mái cho các bác đánh mọi dòng loa. Này các bác nhìn nhé, từ hồi gỗ bóng piano của nó cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, hồi gỗ bóng piano cực kỳ là đẹp luôn. Con này thì nổi tiếng của Pioneer cho chất âm rất là hay và bày biện cực kỳ là sang trọng. Đấy. Và với con Pau Pioneer M90 đời chữ ký, dòng này hết số quả Pioneer, bình thường đang bán giá 11 triệu, nay em Tuyến xả giá cũng thanh lý cho các bác với mức giá là chỉ có 9.800.000 đồng nhá. 9.800.000 đồng cho con Pau khủng của Pioneer này. Đấy, đẹp mỹ mãn, từ khung sườn nó mạ đồng 100% luôn các bác nhé. Đấy, mạ đồng kín luôn. Đấy, bởi vì nó là một phiên bản cao cấp nhất của Pioneer rồi. Đấy, với mức giá thanh lý cho các bác là chỉ có 9.800.000 đồng. Đấy, hai chỉ vàng hai bên rất là đẹp luôn, đẹp mỹ mãn luôn. Hai chỉ vàng hai bên tổng thể cực kỳ là đẹp luôn nhé, mà chất âm rất là hay. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con âm ly đèn đến từ thương hiệu của Mỹ. Hàng này là xuất Mỹ, xuất cho thị trường Đức các bác nhá. Hàng Mỹ xuất cho thị trường Đức. Dòng âm ly Cari Audio. Con này có model là CA845SE các bác nhá. Đấy. Sản xuất tại USA. Rất là đẹp luôn, tình trạng là làm một phong cách cực kỳ là đẹp và rất là ngầu luôn nha các bác nhá. Con này sở hữu cho mình là bóng công suất là bóng RCA845 các bác nhá. Đấy. RCA845 của Mỹ luôn. Đấy, hàng này hàng cổ của Mỹ các bác nhá. Đấy. Đấy, con này nó toàn bộ là tụ cao cấp của Anh Nần các bác nhá. Tụ của Anh Quốc. Đấy, toàn bộ tụ Anh Quốc, dòng tụ đỏ của Anh Quốc luôn nha các bác nhá. Đấy, và nó sở hữu bóng rề là bóng Tenefuken này. Đấy. ECC83. Đấy, con này nó bóng rề của Tenefuken luôn nhé các bác nhé. Hai bóng Tenefuken này nó có trị giá đã 3 triệu rồi. Và riêng đôi bóng này nó có giá gần 20 triệu một đôi bóng RCA845 này rồi. Đấy. Đôi bóng này bây giờ mua sương sương bây giờ cũng gần 20 triệu rồi các bác nhé. Đấy. Và bóng thúc của nó thì nó cũng sử dụng bóng Mỹ luôn các bác nhé. Đấy, bóng Mỹ luôn. Electronic này, made in USA nhé các bác nhé. Đấy. Cũng đều bóng Mỹ luôn. Con này nó chạy mạch SE nên là nó rất là khỏe và hay. Đấy. Cari Audio này, CA845 SE. Đấy, công suất là 210W các bác nhé. Đấy,
Ở đây thì cầu loa nó sử dụng cầu loa 4 và 8 ôm. Ở đây nó có 3 ngõ vào, đều được mạ vàng rất là đẹp luôn. Mên miếc này nó làm mạ vàng khá là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, bên nước ngoài người ta chơi, người ta giữ gìn cũng khá cẩn thận, nên là tình trạng là còn cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, từ những hồi gỗ của nó làm mên gỗ nu của nó cực kỳ là đẹp rồi. Đấy, các bác nhìn nhé, từ mên gỗ nu nó làm cực kỳ là sang trọng và rất là đẹp luôn. Và con này bình thường đang bán giá trên 40 triệu. Hôm nay em Tuyến cũng xả giá để cho các bác với mức giá là chỉ có 38 triệu đồng nhé. 38 triệu đồng cho con Omni đèn chạy bóng 845 của RCA này nhé các bác nhé. Hàng Cari thì nổi tiếng rồi, chất âm rất là ngọt và hay, với mức giá là chỉ có 38 triệu đồng. Đấy. Con này thì nó nặng trên 40 cân nên là một người bê thì em nghĩ là quá cố, phải nói chung là phải hai người khênh. Đấy, con này size của nó cực kỳ to luôn các bác nhé, size nó rất là to, nên là con này phải nó hai người khênh thì mới khênh được nó nặng. Đấy, mà các bác nghe hay trưng bày rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, con này có đường kính là 49 phân rưỡi các bác nhé, 49 phân rưỡi. Đấy, 49 phân rưỡi, sâu của nó là cả sâu cả núm của nó nên đến 40 phân rồi. Đấy, sâu của nó 40 phân. Các bác nghe hay trưng bày rất là đẹp luôn, nhìn một phong cách cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, các bác bày biện thì cực kỳ sang trọng, mà chơi con này thì em nghĩ là không có gì phải bàn rồi, bởi vì chất âm đèn thì nó là quá ngọt và quá đỉnh rồi. Con này chơi mọi dòng loa Tannoy với lại những dòng loa Atic Nansing nữa thì chấm hết luôn. Đấy, rất là đẹp mà rất là ngầu luôn, chơi mọi dòng loa luôn, con này chơi mọi dòng loa luôn các bác nhé. Đấy, và lại bóng 845 quả Mỹ xịn sò luôn. Đấy, bóng RCA này. Đấy, 845 quả Mỹ này, cực kỳ VIP luôn các bác nhé. Đấy, cực kỳ VIP luôn, với mức giá là 38 triệu đồng. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con súp điện quả Mỹ các bác nhé, dòng audio Finer. Đấy, hàng súp điện của Mỹ, con này sở hữu cho mình 2 bán 18. Đấy, 2 bán 18, mà dòng súp điện mà con này tinh chỉnh của nó rất là hay và đánh rất là ngọt ngào luôn các bác nhé. Đấy, nó có cả cổng mic để ra chợ loa nời luôn. Đấy, con này nó có cả cổng để cho các bác chơi ra loa nời, loa mic luôn. Đấy, súp điện này. Đấy, nó úp đây là 2 bát úp đất, đánh rất là hay luôn các bác. Chơi con này thì nó là đỉnh rồi. Ở đây thì nó có các núm chỉnh. Đấy, con này là xuất thị trường Đức, hàng công Đức về, nên là điện của nó là 230V các bác nhá. Ở đây là ngõ tín hiệu vào, nên là con này chơi rất là hay. Và với một con súp điện này, em đo kích thước cho các bác để cho các bác xem. Con này đánh bát thì nó là tuyệt đỉnh rồi. Đấy, con này súp điện nhá. Con này nó có đường kính là 56 phân. Và chiều sâu của nó là 38 phân. 38 phân, tổng chiều cao của nó, tổng chiều cao của nó là 27 phân. Đấy, 27 phân một con súp điện. Như với con súp điện audio Finer này thì hôm nay em Tiến để cho các bác với mức giá là 2 triệu 500.000 đồng nha, 2 triệu 500.000 đồng cho con súp điện audio Finer này. Đẹp keng luôn, rất là chất, hàng Mỹ xuất thị trường Đức. Đấy, hàng Mỹ xuất cho thị trường Đức nha, nên là nó là chấm hết rồi. Và hôm nay em Tiến vừa giới thiệu cho các bác các món để cho các bác tiện lựa chọn, thì các bác có thể liên hệ cho em theo số điện thoại của em là 0917838969. Địa chỉ của em ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhá. Đấy, số điện thoại và cũng là số Zalo của em là 0917838969. Mọi chi tiết mua hàng thì các bác có thể liên hệ với em theo số điện thoại của em. Và đối với những sản phẩm là từ 1 triệu đổ lại thì các bác vui lòng chuyển khoản đủ em gửi hàng cho các bác. Và toàn bộ những sản phẩm từ trên 1 triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em là 500.000 đồng trên một sản phẩm. Và đối với hai sản phẩm này thì các bác vui lòng cọc trước cho em tối thiểu 10%. Đấy. Đối với âm ly đèn và một con Pioneer thì các bác vui lòng cọc trước cho em tối thiểu 10% giá trị sản phẩm để em gửi hàng cho các bác. Và toàn bộ giá em Tiến vừa báo trên không bao gồm phí vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào, alo luôn cho em Tiến để em tư vấn. Và em Tiến cũng xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã luôn quan tâm ủng hộ em Tiến. Em Tiến xin kính chào các bác.